Hello, xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách để mà lấy được một cái Dynamic Band ở trong Minecraft Bitsamon. Ở Bitsamon 1.16 hay Bitsamon 1.12 thì cách lấy nó đều giống nhau hết. Đó là anh em sẽ còn tìm cho mình một ông NPC có cái dấu chấm than màu tím ở trên đầu. Tuy nhiên thì ông này sẽ khá là hiếm và cái vấn đề là đến bây giờ thì vẫn không có một cái cách nào để mà spawn ra ông, không có một câu câu lệnh hay cách nào để mà spawn ra ông đấy. Cho nên là anh em phải tự tìm và mình thì không thể nào mình tìm được cái ông đấy để mà làm video cho anh em được. Thì thứ nhất là cái cách bật cái bản nhiệm vụ, nó là cái mạng Retina đi. Thì thứ nhất là cái cách để mà bật cái bản nhiệm vụ, anh em có thể thấy cái dấu chấm than ở dưới kia là MN đấy. Thì hiện tại mình nhấn MN là không được này. Tức là nó đã bị kẹt nút, thì anh em sẽ cần phải vô Option, Control và kéo xuống dưới. Anh em sẽ tìm cho mình vô cái phòng Bitsamon đây. Vô cái phòng Bitsamon, cái MN lúc nãy. Đây, MN đây, anh em sẽ còn phải đổi cho mình hai cái này. Chúng ta sẽ còn phải đổi qua một cái nút nào đấy trên bàn phím của anh em mà nó không bị trùng ấy. Đây, thì đây có hai cái dấu mà nó không bị trùng này. Thì sau khi đã chỉnh nút xong thì anh em sẽ nhấn cho tụi mình hai cái nút đó. Thì nhấn hai cái nút đó, nút nào mà nó mở được cái bản như này thì ok. Thì do là mình tải bản Bitsamon của một thanh niên kia cho nên là nó có tiếng Việt. Còn thông thường thì nó sẽ để tiếng Anh. Ok. Thì cái bản này sẽ giúp mọi người biết là mọi người đã nhận nhiệm vụ hay chưa và cái nhiệm vụ của mọi người là làm tới đâu. Thì tôi nghĩ nó khá là quan trọng cho nên là tôi mới đưa vô video. Và tiếp theo là do mình không tìm được cái ông NPC đấy cho nên là chúng ta sẽ vào wiki để mà xem thử là cái nhiệm vụ đấy nó có cái gì. Đây, Magenta, cái nhiệm vụ đó nó tên là Shooting Star Dynamax đây. Thì khi mà anh em nhận cái nhiệm vụ đó thì nó sẽ có 4 bước. Bước thứ nhất là anh em sẽ đánh bại 75-100 Pokemon hoặc là và bắt 25-35 Pokemon. Đó thì nó sẽ dao động trong khoảng đó. Rồi sau khi anh em hoàn thành xong cái bước này thì nó sẽ đến bước thứ hai là anh em sẽ chạy lại cái chỗ ông NPC mà nhận nhiệm vụ á. Thì khi mà chạy lại anh em nói chuyện với ổng thì ổng sẽ đưa ra nhiệm vụ tiếp theo là đánh bại 25-35 cái NPC, là mấy con NPC á. Sau khi đánh bại hết rồi thì anh em quay lại nói chuyện với ổng thì ổng sẽ đưa cho anh em một cái Dynamic Band và 1000 Minecraft SP là cái kinh nghiệm. Hoặc nếu mọi người muốn nhanh thì mọi người có thể sử dụng lệnh Dynamic Band. Đây có mấy ông NPC này. À đây, ui, vải lin, ý. Đây, trời ơi, có luôn, mẹ, NPC tím, vải nồi. Đó, đây. Rồi khi mà nhận nhiệm vụ anh em mở lên luôn, hồi đó. Anh em mở lên thì đây, đó, đánh bại 80 Pokemon và bắt 30 Pokemon đây. Đấy, thì anh em hoàn thành xong cái này, rồi quay lại nói chuyện với ổng, rồi ổng sẽ kêu làm nhiệm vụ, lấy cái nhiệm vụ đi đánh NPC, rồi quay lại nói chuyện với ổng là được cái Dynamic Band. Rồi khi mà có rồi, anh em có thể vào. Rồi khi mà có Dynamic Band rồi thì anh em có thể tiến hóa Dynamic ở trong đây. Này nó sẽ hiện ra cái dấu này. Rồi. Đó, cái này thì con này yếu quá nó không kịp biến hình rồi chết mất. Còn tiếp theo là Gigantamax. Thì để Gigantamax một con Pokemon, anh em sẽ cần phải có cái nấm này. Thì cái nấm này anh em sẽ cần phải tìm ở cái vùng mushroom, cái vùng mà cây nấm ấy. Toàn cây nấm với nấm ấy, anh em sẽ tìm ở đó. Nó sẽ khá là khó, nó là cái chỗ duy nhất mà spawn cái nấm này. Anh em sẽ chế cho mình cái này. Đây, chúng ta sẽ cần một cái mushroom này. Và với cái mushroom này anh em sẽ cho những con mà có hình dạng Gigantamax ăn. Ví dụ như ở đây mình có con Charizard. Thì hiện tại anh em có thể để ý ở cái dòng này, nó không có gì hết ngoài cái tên. Thì bây giờ mình sẽ cho nó ăn. Đó, bây giờ nó hiện thêm một cái dấu ở đây, tức là nó lại có thể Gigantamax được. Bây giờ mình sẽ kiếm con gì đó thử, ví dụ con Labrad này chẳng hạn. Đó, thì nó đổi dạng sang dạng Gigantamax của nó. Thì đó là video của ngày hôm nay. Cảm ơn anh em đã xem và chúc anh em một ngày tốt lành. Hẹn gặp lại anh em ở một clip khác.